Rồi, ok. Nhưng mà nói với anh là cái cách mà để mà kiểm tra và mua cái rô ấy, nguyên tắc kỹ thuật đi mua rô ấy. Thứ nhất là anh phải nhìn cái răng có đúng số răng không đã. Thứ nhất, đúng rồi. Đấy, là một là đếm này, 2 4 6 7 răng phải răng. Đúng nhưng rồi. Thứ hai là cùng có cùng chiều răng không? Anh nhìn này. Nếu mà bên này thì nó quay từ bên trái sang phải đúng không? Thì nó từ trái sang phải là ok, cùng chiều răng, cùng số răng là ok nhá. Thứ ba là gì? Anh phải nhìn cái chiều dài rô, chiều dài toàn bộ thân rô nó bằng nhau không? Bây giờ anh đo cái thân rô của cái này này. Đó, từ cabi này đến cabi này. Đó, đây anh nhìn này. Là cách đơn giản nhất này. Anh đo anh nhìn thước xa là bao nhiêu? Thì lúc này anh đo cái thân bi từ trên này xuống đây bằng nhau là ok, anh hiểu ý em không? Thứ ba đó là gì? Anh phải đo đường kính rô, kính rô đo cái này này. Đó. Xem nó bao nhiêu. Cái đường kính rô này anh nhìn này. Đây là 57 mm thì con này này. Con này. 57 mm. Đó. Thế vậy là gì? Thứ nhất là trừ ba cái tiêu chí, thứ nhất là cùng chiều răng và cùng số răng. Thứ hai là cùng chiều dài rô. Thứ ba là cùng đường kính rô. Đó, đấy là cái thứ ba này đấy. Thế cộng với tiếp yếu tố sau đó là gì? Là cái khoảng cách của góc. Là yếu tố thứ 4 là gì? Đúng. Cùng của góc cùng ở vị trí đó. Thì là ok, nên lắp vào là ăn luôn. Thế thôi, còn bi thì anh cút ở đây sang. Đó. Thì bốn yếu tố đó là anh mua được một cái rô để lắp vào tịnh mà lắp được mà anh không phải mang ra cửa hàng. Đó. Anh hình dung ý em chưa? Thứ nhất là cùng chiều răng và cùng số răng. Thứ hai là cùng chiều dài kích thước chiều dài rô. Thứ ba là gì ạ? Thứ ba là đường kính rô, đường kính rô này bằng nhau. Thứ tư là gì? Cái cổ góc phải hạ cùng vị trí. Đó. Sau này nói xấu mày. Thì mới được. Alo. Thì mới được, không là anh sẽ không nhớ. Sau này cái này nói xấu mày. Hả? Xấu mày, địt mẹ.